Đây là chiếc Z1000 SX dòng Touring của Z1000 nha. Bản thân mình lên ngồi thử chiếc này thì thấy khá là ok. Đi đi đường xa thì chạy núp gió nó khá là tốt, tốt hơn rất nhiều so với những cái Z1000 nha. Dĩa sau khá là dày, dày hơn đĩa Z chính. Heo dầu sau thì cũng là một piston luôn. ABS trước sau nha các bạn. Phuộc sau được đặt xéo và có bình dầu rời ở ngoài. Đây là cái núm để mình chỉnh dầu nè. Cũng thiết kế hai bô, một bên là hai đường xả. Đồng thời nó có trang bị thêm cái tay dắt nữa để cho mình dắt xe. Đó, rất là ok nha. Nút tắt động cơ nè, nút đề.